Đầu tư 863,6 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 31. Sáng ngày 14 tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khởi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31, đoạn km 2+400 đến km 44+900, đoạn thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn. Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Lê Ô Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31, đoạn từ km 2+400 đến km 44+900, được chia thành 3 gói thầu, bao gồm đoạn từ km 2+400 đến km 18+080, từ km 18+080 đến km 31+000, từ km 31+000 đến km 44+900. Công trình do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, có chiều dài 39,1 km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, thành phố Bắc Giang, điểm cuối tại nút giao với đường tỉnh 290, huyện Lục Ngạn. Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, tốc độ thiết kế 80 km/h, đoạn qua khu đông dân cư và đô thị, tốc độ thiết kế 60 km/h. Nền đường rộng 12m, mặt rộng 7m, gia cố lề mỗi bên 2m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên lớp cấp phối đá dăm hoặc bê tông nhựa tăng cường trực tiếp trên mặt đường cũ. Các công trình trên tuyến gồm cầu, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông. Công trình có tổng mức đầu tư 863,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Trong đó, chi phí xây dựng 613,2 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, xây dựng. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 68, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc Minh, UDIC, Công ty Cổ phần 208 là các đơn vị thi công, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2024. Việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 31 nhằm giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, các nhà máy, khu trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ và khai thác lâm thổ sản, cây ăn quả, đặc biệt là vùng vải Lục Ngạn và Lục Nam, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phân bố lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các huyện miền núi trong tỉnh Bắc Giang.